Hello, chào các bạn. Đến video ngày hôm nay thì thầy sẽ làm một video chuyên về tính nồng độ mol thôi nha các bạn. Để cho các bạn dễ hình dung tính độ mol mình làm sao. Rồi chúng ta đọc đề nè. Người ta biết 2,24 lít CO2 điều kiện tiêu chuẩn nha các bạn. Tác dụng vừa hết 200 ml dung dịch BaO hai lần. Sản phẩm là BaCO3 và H2O. A viết phương trình hiệu ứng, câu B là tính nồng độ mol của dung dịch BaOH đã dùng. Như vậy nồng độ mol tính sao? Giờ thầy chỉ. Nồng độ mol mình sẽ bằng CM bằng N chia V cho thầy. Đó. N của mình là gì? Là số mol. Đơn vị là mol. Đó. V của mình là thể tích chất lỏng. Này, các bạn nhớ giùm thầy nha. Đây là chất lỏng, đơn vị của mình là lít. Nhớ giùm thầy nha, chất lỏng chứ không phải chất khí nha, nhớ giùm thầy đấy. Nhớ nha. Rồi. Số mol thì mol, lít vậy suy ra đơn vị của này. Là chúng ta sẽ đơn vị đây là mol trên lít nè, tại vì mol nè. Lít là chữ L đấy, hoặc là chữ MN đó. MN này ở đây là có nghĩa là nồng đơn vị của nồng độ mol nha, chứ không phải là khối lượng mol nha các bạn. Các bạn đừng có hiểu lầm. Như vậy chúng ta có hai đơn vị ha, là mol trên lít hoặc là m. Ok. Xong rồi bài 4. Bài 4 chương chính. Giờ làm sao? Giờ thầy sẽ chỉ ha. Vậy tính nồng độ mol của BaOH tất cả hai lần thì chúng ta nhớ tập cho thầy. Tập mình tóm tắt đề giùm thầy ha. Ví dụ chúng ta sẽ có là 2,24 lít CO2 nè cộng với 200 ml BH, hay là chúng ta đổi luôn là 0,2 lít nha, 0,2 lít BaOH tất cả hai lần. Chúng ta ra BaCO3 và H2O. Rồi bây giờ thầy chỉ ha, vậy chúng ta sẽ chuyển về số mol được nè, cái này chuyển về số mol được nè. Nha, là N của CO2 bằng V chia 22,4. Còn cái này chúng ta không được nha, chúng ta không tính được N của BaOH tất cả hai lần bằng V chia 2,4 là không được nha. Ha, BaOH hai lần của mình là chất lỏng nên chúng ta không được tính công thức này, chúng ta chỉ tính được công thức khí thôi. À, các bạn nhớ trong thầy nha, nhiều bạn tính số mol vẫn chưa rành á. Rồi bài làm. Rồi chúng ta làm sao? Đầu tiên, bước đầu tiên luôn luôn là tính số mol đó thầy, cho nhanh. Chúng ta số mol của CO2 là NCO2 bằng V chia cho 22,4 bằng 2,24 chia 22,4 này bằng 0,1 mol. Ok chưa? 0,1 mol cho thầy. 0,1 mol. Rồi chúng ta viết phương trình. Bước đầu tiên là luôn tính số mol, rồi bước hai là chúng ta luôn viết phương trình cho thầy. Viết phương trình là CO2 cộng cho BaOH tất cả hai lần thì chúng ta ra BaCO3 cộng H2O. Đây, BaCO3 cộng H2O cho thầy. Rồi chúng ta sẽ làm mấy cái bước mà ví dụ như là thầy hay nói là theo phương trình. Theo phương trình thì tỷ lệ số mol đây là một, không có gì là một nha. Ở đây không có gì là một. Đây không gì là một, đây không gì là một mol. Rồi, phản ứng, rồi chúng ta nhớ thầy là phản ứng. Phản ứng ở đây nè, CO2 của mình là 0,1, điền đây là 0,1. Rồi ta điền này, nhân 1 chéo chia ngang các bạn, nhân 0,01 này, nhân 1 chia 1 là 0,1. Đấy. Thì mấy cái này cũng vậy luôn, này là ra 0,1 luôn. Này cũng ra 0,1 mol luôn. Rồi các bạn điền hết cho thầy cho nó quen. Chúng ta cứ nhân chéo rồi chia ngang như thế này nha. Rồi thầy chỉ là nhân chéo chia ngang. Ví dụ như chúng ta bấm như thế này nè. 0,1 nhân 0,1 là nhân cho 1. Rồi đem chia lại cho 1 đây nè. Đó các bạn. Đó. 0,1 nếu mà chỗ này là số 2 nè. Nếu mà chỗ này số 2, nếu mà chỗ này số 2 ha thì các bạn sẽ bấm chỗ này là thầy đang tập. Các bạn bấm ở đây số 2, nếu đây số 2 các bạn bấm số 2 cho thầy, rồi chia đây số 1. Đó. Kịp chơi nè, thầy đang ví dụ thôi. Rồi tiếp. Có số mol rồi nè, có số mol của này rồi.
Đây ta có CM về bằng N chia V. À ta có V là 0,2 rồi, vậy chúng ta suy ra nồng độ mol thôi. Vậy là nồng độ mol, nồng độ mol của BaOH tất cả hai lần ha, là CM nè, BaOH tất cả hai lần. Đó các bạn biết vậy hay ha. Rồi gạch cái là bằng N chia cho V. N của mình là 0,1 mà mình vừa tính nè, 0,1. V của mình là 0,2 nè, đây nè 0,2 nè. Đấy. Bằng đó, lấy 0,1 chia 0,2 bằng 0,5m này. Đây. Ok, xong bài này ha. Vậy là các bạn đã biết tính nồng độ mol rồi, thầy sẽ qua ví dụ tiếp theo. Đây ví dụ bài 6 này. Rồi các bạn chú ý ha, đọc đề thầy. Rồi bài 619 giờ thầy chỉ ha. Cho khối lượng mạt sắt dư, có nghĩa là Fe nè, đó, cộng với 50ml dung dịch HCl là 50ml dung dịch HCl đó. Ra vậy chúng ta Fe cộng HCl, chúng ta nhớ là FeCl2 nè. Rồi cộng khí là 3,36 lít, khí là khí H2 đó. Rồi các bạn nhớ thầy ha, đây những cái số này là đổi về số mol được nè, 3,6 lít. Còn cái này chúng ta chỉ đổi về lít cho thầy thôi, vì là VHCl của mình lấy thầy là 50 chia cho 1000 cho thầy nha, 50 chia cho 1000 bằng 0,05 mol đó, nhớ cho thầy nha. 7 lít nha, lít nha các bạn, thầy nhầm phút này lít. Rồi chúng vậy ở đây chúng ta mới chuyển về số mol được nè. Ok ha. Rồi người ta kêu tính nồng độ mol của HCl dùng, như vậy là ta chụp tập trung làm câu C thôi nhé. Ta là gì, nhớ là CM của HCl nè bằng N chia V. V của mình có đây nè, 0,05 rồi. Mục đích của mình là tìm N thôi là xong. Ok ha. Vậy bài này làm sao giờ thầy chỉ luôn, thầy chỉ cách làm ha, làm rất đơn giản. Bước đầu tiên luôn, tính số mol cho thầy là số mol của H2 cho thầy. Đấy, số mol H2 ha, là NH2 bằng V chia cho 22,4 bằng 3,36 chia cho 22,4 cho thầy. Đó, bấm tính thầy là bằng 0,15 mol. Rồi ok nha, 0,15 mol. Rồi tiếp theo ta viết bước thứ hai là chúng ta phải viết phương trình là Fe cộng HCl thầy nè. Ra FeCl2 cộng 2 thầy. Đó, nhớ thầy ha. Rồi tiếp chúng ta sẽ làm cái bước là theo phương trình. Rồi theo phương trình này chỉ nè, ở đây có Cl2 ở đây, H2 cho thêm số 2 này. Theo phương trình không có gì, đấy là con số 1, ở đây là con số 2, ở đây con số 1, không gì là 1 nha, không gì là 1 nha các bạn, mol. Rồi chúng ta sẽ ghi ra thầy phản ứng. Rồi lượng phản ứng của mình đây, mình đặt ở đây là lượng phản ứng nha. Như vậy số mol hydro nè, số mol hydro là 0,15 thì ta đặt ở số mol hydro là 0,15 cho thầy. Mol vậy muốn tìm phần còn lại chúng ta suy lên. Rồi nhân 0,15 nhân 1 chia 1 cũng là 0,15. Rồi tiếp 0,15 nè. 0,15. Các bạn chú ý nha, 0,15 của mình là nhân 2 chia 1 nha các bạn, bấm này là nhân 2 chia 1, nhân chép chia ngang các bạn nhớ cho thầy nha, 0,3. 0,3. Ô, này cũng mà 0,15. Như vậy chúng ta nhớ cái câu thầy là nhân chéo chia ngang nha, nhân nè, nhân chéo. Rồi chia ngang. Nha, nhân chéo rồi chia ngang, nhớ thầy là nhân chéo lên rồi chia ngang lại. Ok, rồi tới đây có số mol này đúng không? Số mol của HCl này, rồi ta đáp trên công thức thôi. Vậy muốn tìm nồng độ mol, như vậy là CM của HCl. Các bạn nhớ này, bằng N chia V. N của mình đây, mình vừa tính đây là 0,3. Rồi ta chia cho thầy là 0,05. 0,05. Rồi ta ra đơn vị cho thầy, 0,3 chia 0,05 bằng 6, 6m. Hoặc
các bạn viết 6 mol trên lít. Rồi ok ha. Rồi video ngày hôm nay của thầy là đến đây kết thúc. Thầy chỉ lại cho các bạn là tính nồng độ mol thôi. Các bạn nhớ cho thầy ha, nồng độ mol bằng cm bằng n chia v. Thì v này chúng ta phải chuyển về lít ha. Và muốn chuyển về lít thì chúng ta nhớ là chúng ta chia lấy ml chia cho 1000 nha thầy. Ví dụ như 50ml thì chuyển về lít chúng ta lấy 50 ta chia cho 1000. Đó là chúng ta ra 0,05 lít. Rồi ok cho nè các bạn. Rồi cm thì có đơn vị là mol trên lít, hoặc là m, n thì là số mol. Các bạn cứ đọc đề và các bạn làm theo công thức là được, không có gì hết nha. Còn cái chỗ mấy cái này là chúng ta nhớ thầy cái câu mà thầy là nhân chéo nè, hai chấm là chia ngang. À, nhân chéo chia ngang. Rồi ok, chào các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Còn cái chỗ nào không biết làm thì các bạn bình luận để thầy biết nhé.